gai vòng cỡ 3-4 ngày là ra hết trơn cái khu này nha các bạn. Tranh thủ ra cái gì đó chứ ngày 2 ngày sau là ra hết trơn đó các bạn. Sao đang lên nè các bạn ơi, sao đang lên là hai chiếc của ghe Bình Định lên. Chừng là ở trên là có nguyên vàng bóng đèn nha. Những chiếc này nó đi không phải đào đôi các bạn ơi, nó đi rộng tháng lại vô. Dùng tháng nào nó cũng ra, nó cũng vô. Các tàu là đều ghé chỗ điểm của bộ kiểm tra đường thủy này nha các bạn.
nối đuôi nhau không các bạn ơi. Đó. Rồi. Chào các bạn và các anh em đam mê tàu biển nha. Hôm nay mình luôn vô một cầu luôn rồi các bạn ơi. Chào thuyền anh em ơi, hai mình chia sẻ cho anh em xem cái cảnh tàu Bình Định